Các vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là cụm loa ngoài của Samsung Galaxy Tab A B555 rất là lớn, phía đuôi máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài, loa nghe nhạc đến loa trong, loa nghe gọi trên Samsung Galaxy Tab A B555 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới loa trong, loa ngoài cho máy tính bảng Samsung Tab A B555. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Có Cấp.vn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại Di Động Có Cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn thay mới nhanh, chính xác. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Có Cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của máy tính bảng Samsung Tab A B555 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.